Rồi anh đánh lên. Rồi anh xong. Kêu Duy qua anh coi. Chạy ra. Đó không sao. Anh đang cứu lầm. Anh đang cứu lầm. Nè em đang cắt cái trời. Sao vậy? Rút lên rút lên lão không làm sao vậy? Mấy chứ luôn mà. Ừ hay hay hay. Nè còn thêm ca tử nữa lẹ. Không giúp được cái. Đúng 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 đúng. Cái thế luôn ha. À, khá nổ, khá nổ, khá nổ. Ôi, đây mạnh mà lông, đây rất mạnh mà lông nha. Ở đây rất mạnh nha. À, đây rất mạnh nha. Mấy kia toàn sư mốt không ha. Có mấy thằng nó chiến. Giờ mình giả bộ sợ 2 giây. Giả bộ sợ 2 giây. Rồi giả bộ. Ta đứa nó mạnh quá lộc ơi. Em này không? Em này không? Em này không? Có em, có em, có em, có em. Này đi em, này đi em, này đi em, này đi. What the ref doesn't see. Tập tăng ha. Tăng chứ anh Khan. Tăng ha. Hay ha. Ai dạy lộc cái kiểu nó chưa đánh lộc, lộc đã combo rồi đấy. Hay ta, hay ta, hay ta. Ai ai ai. Cho tao tao cường nha. Đánh thường solo siêu dành cho giảo trao vi. Thế này được không? Thế này. Được chưa? Được chưa? Anh chờ nó dùng chiêu mà thải nó giống lọc cái kiểu chưa đánh nó đã dùng hết chiêu rồi. Giống lọc, nó giống lọc á. Kiểu bình thường người ta phải đợi á mà chưa đánh nó đã dùng hết chiêu, cái mình đánh nó hết chiêu đánh. Rồi, rồi, tính nát vậy, tính vậy. Tính không? Tính không? Cái anh nhị dạy mà, anh nhị dạy mà lọc quên hả? Mấy kiến thức người lọc lâu không xài lọc quên. Ủa? Gì vậy? À. Rồi. Chưa có giờ, chưa có giờ, chưa có giờ. Có em solo nha, các 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 em các em solo nha, các em solo nha. Ok mà dưỡng. Ê, ai à. Rồi, rồi, em đâu, em đâu, em đâu, em đâu. Rồi rồi rồi, mày dí. Né đi bạn ơi. Lô lô đen, em thắng, lô đen, em thắng. Ok, ok, ok. Nó lô đen, lô đen, nó đen, nó đen. Đấy nghe, dáng giết trước khi lọc xuống ha. Rồi rồi, giả bộ, anh thắng giết từ từ. Để em dùng này cứu. Ok, 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 ok. Lâu lâu chơi, hết tốc biến, hết tốc biến, hết tốc biến. Rồi rồi rồi, hôm nay hết tốc biến, anh thắng. Hết tốc biến, hết tốc biến. Rồi lọc ăn mạng phải lọc ăn mạng đi, lọc ăn mạng đi. Ai, ai, ai. Ai lùi lùi chưa chết, lùi lùi chưa chết, lùi chưa chết. Hello. Ok dạ. Ai. À, Shiba. Ủa gì dạ. Ủa gì dạ. Rồi, đợi, không gõ nè, đợi không gõ mày nè anh Thanh. Ok, ok, úp, 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 không gõ nè, không gõ nè. Lọc không úp nữa hả? Gõ nè, rồi, rồi. Úp phải cho nhanh, úp phải cho nhanh. Rồi, rồi, chút ngay nè. Gánh, 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 gánh. Đây, 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 đây. Gánh, gánh. Đó, anh Thanh hay nó giật lên đúng không? Anh Thanh hay được nó nhảy lên đúng không? Đây, 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 đây. Anh gánh, 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 gánh. Rồi, chúng ba. Gánh rồi. Ai? Anh gái rồi, kêu Duy qua anh coi. Anh cứu lầm. Đây là cái mà hai anh em mình chơi game hả? Đổ lọc, đổ lọc. Vô lọc, vô lọc. Vô chứ, nè nè. Nhắm thằng này nè, nhắm thằng này nè. Nhưng mà chụp thằng kia nè, anh Thánh. Cái gì rồi? Chạy, chạy, chạy. Ai à đây mình bị bắt kìa. Yêu. Có trăm tiền.
Anh ta rất là nhanh cũng dễ ha. Không cần phải trúng chiêu đâu, hút lùi vô. Ơi khánh, anh Dũng, anh Khánh. Các bạn nhân viên ơi, qua hỗ trợ mình với. Các bạn nhân viên hỗ trợ ơi. Em dụ pha, pha đây anh không vô được không? Phải dụ ấy quá, xấu quá. Anh chiếc được không? Rồi, luôn. Cái gì? Chơi trong men hả? Chơi trong men hả? Chưa chết hả? Ây à, chết chứ, phải chết đó. Rồi. Tha cho mông mà lòng. Rồi, em hậu tống Khánh phía sau nha. Khánh vụ kèo cho chị. Ok, lọc xa đứa này, đi xa đứa rồi. Không, Khánh vụ nó qua bảy cái trống nè. Trống vụ qua bảy cái trống nè, em đang sao luôn nè. Được chưa? Rồi, anh em tới nè, em bộ nha, cho bộ nha. Em bộ, em phốc con đào ngon nè. Hay lâu rồi. Rồi. Rồi, đi Mafia nè. Hai. Anh Khánh đánh răng Việt đi dạo chơi vậy. Anh Khánh đánh giải tính ra cũng dạo chơi mà anh em. Lộc đánh rank Việt hay vậy trời, sao đánh rank chung cứ bị kẹt bạch kim thế nhỉ? Đâu phải đâu, Lộc nó muốn ở rank bạch kim ấy chứ, đâu kẹt được. Trình Lộc tính ra là đánh rank nào cũng dễ. Đánh ra anh Khánh gì đánh hay gì là trang cũng tốt mà nè. Cười hoài ấy. Rồi anh Khánh nè. Bây giờ hai tốc biệt. Cá mập con đã rescan 50.000 đồng. Khi anh nhiều tốc biến quá vậy. Rồi anh Khánh. Ơi anh đang ăn dòng mà. Ơi Vội vậy. Nó lỗi. Rồi đó. Xong chỗ thằng chỉ đến đây kiếp đi. Rồi đó. Hay lỗi. Úp lòng lại. Nè, chúng ba nè. Rồi. G4 nè. Nè, đây con đường cái. Rồi. Bỏ cái thủ năng khách. Bỏ cái đầu nè. Mày bị riêng nè. Rồi, nhưng mà thằng Gừng là diễn viên thiệt nha, thằng Gừng nó không chơi, là tính ra là phơi thiệt nha. Thằng Top nó tuy fit nhưng mà nó chơi, là tính ra là nó là người đánh, là đánh thiệt, nó đánh cho thật lực. Còn thằng Gừng nó là AFK là do là nó phơi chắc rồi này nha. Trời ơi, hồi nãy giờ tưởng đây gớt của anh Khánh xanh lắm. Nãy giờ tưởng con đây gớt của anh Khánh là cũng ác lắm, ai ngờ là Silas là tính ra là nó AFK rồi, xong rồi kiểu phơi nó kiểu như là không chơi game luôn. Đúng.